con thấy mình sai chưa? Hả? Tại chị Thi mà. Tại bị cái gì? Chị Thi là người lớn. Trong nhà này chị Thi chỉ lớn sau ba thôi. Chị Thi nói cái gì cũng phải nghe. Ba không có thời gian chăm sóc tụi con nhiều. Con nhớ ngày xưa lúc không có chị Thi không? Cái nhà như cái bãi rác. Bây giờ ba giao toàn quyền cho chị Thi quyết định. Không có ba ở nhà, chị Thi kêu cái gì phải làm cái đó. Cãi lời ba sẽ phạt nặng hơn. Biết chưa? Dạ lớn. Chú Tùng nói chưa? Từ đây chứ về sau chú Tùng không có ở nhà là em phải nghe lời chị đó. Nãy giờ chị kêu là làm xong hết rồi đúng không? Rồi bây giờ ra đằng trước sân á, quét chừng nào không còn một miếng rác nào nghe chưa? Còn miếng rác nào chết á. Còn nhỏ thì tập làm đi, lớn lên mới làm được chứ. Đồ đê kiết. Trời, con nhỏ này nó gan. Anh bắt em đi nè. Anh bắt đi nha. Anh chị An, chơi mèo bắt chuột với em nha. Đúng rồi đó. An sẽ là một cô mèo xinh đẹp. Còn Candy ấy sẽ là một con chuột xấu xí. Anh dám nói em là xấu xí đúng không? Giơ tay ra. Làm gì? Em cắn. Đau quá à. Sao bữa nay chị An buồn quá vậy? Không có chuyện gì đâu. Ai chọc chị An? Ai mà chọc chị An á là kẻ thù của em. Ai mà là kẻ thù của Candy, anh sẽ cho người đó như đòn luôn. Chị nói đi. Ai? Là chị Việt Thuy. Lại là cái chị già quê đó. Thôi để em đi xử ba. Em đi đâu vậy? Thì em đi xử bả đó. Nè, gan lắm nha. Người như cái hạt tiêu ấy, xong qua đấy người ta thổi cho phát ngất luôn. Nhưng mà em không để chị nhà quê đó anh hiếp chị An nữa. Biết là thế nhưng mà phải tìm cách suy nghĩ chứ. Ngồi xuống đi. Thôi chuyện của em anh với Candy đừng xen vô. Anh với Candy đi về đi. Không được, bé An hiền như này làm sao mà bắt nạt được. Chắc chắn anh sẽ nghĩ ra cách cho. Từ từ đợi đấy. Anh nghĩ ra cách rồi. Nghe. Tới giờ ba phải đi rồi. An ở nhà. Chị Thi nói gì con phải nghe. Không được cãi gì Thi nghe chưa? Dạ. Dạ chú. Dọn dẹp nhà cửa cho chú nha. Dạ. Dạ con cho chú đi. Quét nhà đi. Ai quét? Thì tất nhiên là em rồi. Làm nhanh đi nha. Không thôi là chí xíu chị cho no đòn á. Nhưng mà chị phải làm chung với em á nha. Chị không có được bắt em làm một mình đâu. Không em ép ba Tùng á. Sao em cái gì cũng mét hết vậy? Không hiểu sao luôn á. Đúng là đồ con nít mà. Thì tí xíu nữa làm xong rồi nhớ rửa chén nha. Còn một miếng nhớt nào là no đòn á. Chưa nên khỏi ăn cơm á. Nhớ nghe chưa? Alo, chim sẻ còi đại bàng. Cây Tùng đã đi ra khỏi nhà.
hồ sơ quan trọng của Kaito đã được cất bởi bé Bình. Và Việt Thi đã vô trong phòng thực thi kế hoạch. Wow, anh kiếm cái hộp này ở đâu ra vậy? Thôi, anh mà Lị, anh chỉ cần nói một tiếng thôi, khối người cho mượn. Wow. Thôi, lát hồi cứ theo mà kế hoạch mà làm. Dạ, em bay lên cho chị. Thầy Lanh không à, biết kế hoạch là gì chưa? Dạ chưa. Nghe này, hiểu chưa? Dạ hiểu. Yeah. Yeah. Anh ơi. Dạ. Em đang nói chuyện với ai vậy? Dạ. Có làm việc nhà chưa đó? Dạ. Ông chưa nên khỏi ăn cơm nha. Dạ. Chưa dọn xong mà nói chuyện với ai nãy giờ vậy hả? Dạ, em đâu nói chuyện với ai đâu. Em làm một mình mệt muốn xỉu luôn mà. Sao dám nói chuyện với ai được? Cứu em với. Ủa, chị em đi. Cứu em với. Chị vậy bé Lùng? Bé Lùng qua đây kiếm chị hả? Chị Thi ơi, cứu em với. Chị An ơi, cứu em với. Sao vậy? Ông Winner mới bắt được con gì nè. Bắt được con gì? Sao? Nó ghê á. Nó ghê là nó ghê làm sao? Chị thấy có gì đâu ghê. Nó ghê cái tiếng của nó. Tiếng không sao, trời ơi, có gì đâu ghê. Con dế thôi mà, có gì đâu sợ, trời trời. Ghê, con dế chứ gì. Ủa, mà trên thành phố cũng có dế nữa hả? Trên thành phố này con gì cũng có hết á. Con gì cũng có hả? Ghê vậy. Đâu, chị mở thử nha. Đừng mở mà chị. Trời ơi, chưa mở nữa là đã sợ rồi. Chị mở nha. Chị đừng mở mà. Một, hai, đúng không mở, ba. À, chưa mở luôn á, đúng là con nít luôn á, chưa mở gì luôn á. Nè, cho mở nè. À, chị mở cho ơi. Đúng là chết nát mà. Một, hai, ba. À, hai cái đứa này đúng là dám kẹo chị hả? Nè, hai cái đứa kia đứng lên. Ờ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè, 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 cái gì vậy? Chuyện gì? Chị Thi ăn lép của con. Chị Thi á, còn lấy con cái hộp này nhét tụi con nữa nè. Chưa hết đâu, chị Thi còn bắt con là làm việc nhà nữa. Giống như là rửa chén nè, dọn nhà nè, lau nhà nè. Chú, con bị oan mà chú. Quan cái gì? Chú kêu con ở nhà là coi mấy đứa nhỏ rồi giao việc cho tụi nó, chứ không phải là đày đọa tụi nó. Quan ức gì nữa, bây giờ nghe chú hỏi nè. Có phải là từ sáng đến giờ con bắt An làm những cái việc mà như An nói lúc nãy đúng không? Ừ. Dạ có. Nhưng mà chú. Đến. Thế bữa giờ sao rồi anh? Chị Thi á, ở trong phòng sắm hối từ hôm qua tới giờ luôn. Nhìn năng luôn. Đáng đời lắm. Thôi để anh lên trêu xíu nha. À, không được đâu. Sao vậy? Bây giờ anh có nói cái gì chị Thi cũng không trả lời đâu. Rồi đã ai lên kiểm tra thi nào chưa? Ba Tùng lên không được, nói chi là tụi em. Việt Thi ơi, Việt Thi. Bây giờ anh có kêu cũng vô ích à, chị Thi không trả lời đâu. Không trả lời, vậy là chị Thi chết rồi đó. Anh nói gì? Phủi phui cái mồm nha. Mẹ nói, ai gọi mà không trả lời, một là người đó bị câm, còn hai là người đó chết. Nói cái gì vậy? Dẹp. Rồi, thế bây giờ có cách nào lên phòng của Thi không? Có, em có chìa khóa nè. Em biết nè, em biết nè. Cái gì, sang nhà người ta biết chìa khóa luôn. Không phải, cái này chìa khóa toilet. Ra kia ngồi liền. Nhanh. Nè. Này đúng không? Đúng rồi. Thôi anh lên mấy đứa ở đây nha. Dạ. Chị An, nếu mà chị Thi không chết thì chị Thi bị gì? Nè, em không được nói những câu đó nghe chưa? Em suốt ngày cứ mở miệng ra là nói chết chóc là sao? Sao ai cũng chửi em hoài. Mấy đứa ơi, Việt Thi có chuyện rồi. Chú Tùng, con bị oan mà. Chú biết rồi. Chú biết hết tất cả mọi chuyện.
Nhưng mà giờ chú góp ý nè, trong nhà này chú là người lớn nhất, đúng không? Cho nên chú được quyền biết hết tất cả mọi chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà này chú phải là người biết đầu tiên. Chú mới là người có quyền quyết định giải quyết thế nào, không được quyền tự ý phân xử, biết chưa? Dạ. Còn Winner nữa, sao vậy con? Con lớn, đáng lẽ là con phải làm gương cho mấy đứa em, mà con hả, con xúi tụi nhỏ làm bậy là sao? Chú mét mẹ con. À, con xin lỗi chú mà. Con cho em xin lỗi nha. Em không có biết là em làm chị buồn tới vậy. Con xin lỗi chú, cũng xin lỗi mọi người luôn. Tại con cũng chỉ muốn thay chú nghiêm khắc với mấy em, để sau này tụi nó lớn lên tụi nó tự lập được. Đồng ý là nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ, nhưng mà con bị nghiêm khắc quá đáng. Mấy đứa em con đứa nào cũng còn nhỏ đó, tụi nó cũng phải cần có thời gian để mà vui chơi, biết chưa? Dạ. Mốt không, không con dạy nữa nha. Dạ. Chị, cho em xin lỗi nha. Chị hứa chị sẽ không bao giờ làm điều gì sai với mấy em nữa đâu. Thiệt không chị? Vậy thì chị phải hứa với em một điều. Hứa gì? Chị không được gọi em là bé lùn nữa nha. Ai mà gọi em là bé lùn á là kẻ thù của em. Mà em không muốn ai là kẻ thù của em hết, nhất là những người ở trong gia đình của ba Tùng. Ừ, giỏi lắm bé lùn. Ba Tùng là kẻ thù của con.